Hôm trước thì có nhiều bạn hay hỏi mình là lobo thì ghép với âm ly nào nó hợp nhất để nghe nhạc. Thì hôm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn đó một dòng âm ly đến từ Đèn Ông, nó là Đèn Ông 940. Con này thì nó không những ghép lobo mà ghép loa JBL cũng rất là hay. Hôm bữa mình đã ghép với L100T nghe tiếng rất là ngọt. Thì cái con này có thể chúng ta gắn thêm một cái van số để chúng ta karaoke cũng được. 940 này thì nó có công suất là 207W. Chạy cái mạch khá là giống con 940V nhưng mà giá của nó thì lại rẻ hơn con 940V. Con này thì 11 triệu nha các bạn. Cặp loa này thì nó mình mô tả hôm bữa rất là kỹ rồi. Hai loa stress nằm trên một cái thanh ngang loa bass 20 thùng gỗ sồi, được ra đời vào năm 1988, công suất là 150W, trở kháng là 4 ohm, độ nhạy là 90 decibel. Cặp loa này thì nó có chiều ngang là mình đang để đứng nha các bạn. Chiều ngang là 50 58, chiều cao là 25.4 và chiều sâu là 24.4. Tại vì mình để cái này để mình nằm ngang lại cho các bạn dễ hình dung. Đó. Hơi bị trượt cái tay. Rất là nặng, rồi rất là nặng. Đó, để vậy theo chiều ngang thì chúng ta sẽ thấy nó có chiều ngang 58. Con này nó nặng 10 kg. 10 kg nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ test nhạc cái bộ đôi này. Mức giá đầu loa là 9 triệu rưỡi, âm ly là 11 triệu. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ sớm Nguyên Hồng Audio nhé. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng, sao thiếu em về đâu làn tóc xõa bên rèm, lầu vắng không người song khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi hiền. Vai.